thả lưới. Thả lưới đánh cá. Xem có được mấy chục con để uống rượu không đây mọi người. Đấy mọi người có thấy những cái trải nghiệm đánh cá của anh em mình thú vị không? Cá gì đây? Có không? Cầm lên. Nhanh không bắt. Cầm chắc vào vàng luôn đi. Móc vàng. Nhanh, bây vào. Nhanh. Mẹ mãi đâu con đừng để mất ra. Đâu? Mẹ camera đuổi lâu rồi. Đâu rồi, nhanh lên. Đây. Đây mọi người, trên tay mình là hai cái chai. Đấy, mình sẽ nói chai trước. Đây là mỡ chăn hoặc mỡ rắn hổ mang. Thì hiện tại đây của mình đang làm một chai mỡ rắn hổ mang. Cũng như là mỡ chăn thì nó cũng như thế này. Đấy, thì cái mỡ này thì nó có một cái tác dụng về bôi bỏng, chữa lành vết thương của bỏng, bỏng nhiệt, bỏng hơi hay bỏng nữa. Đều là dùng cái mỡ này thì là nó sẽ nhanh hồi phục vết thương và nó sẽ làm vết sẹo do bỏng để lại. Thường thường là bỏng để lại sẹo rất là nhiều. Nhưng mà dùng mỡ cao, mỡ chăn hoặc mỡ rắn này thì nó sẽ làm vết thương và không để lại sẹo nhiều nữa mọi người nhé. Thì mọi người lên có một cái chai này để phòng trong nhà, để đôi khi là trẻ con hay là người nhà trong gia đình mình bị thì chỉ cần một cái này thôi là mình đã hiệu quả rất là cao tối đa. Đấy, còn đây là một cái sản phẩm mỗi cái là chính tay anh em mình đi bắt về, tức là mật ong rừng nguyên chất nha mọi người nhé. Bây giờ mật ong rừng nguyên chất thì để mà nói tìm thì nó cũng rất là hiếm, cũng không có nhiều. Thì mọi người có nhu cầu về cái sản phẩm mật ong rừng cũng như là mỡ chăn hoặc mỡ rắn hổ mang thì cứ liên hệ qua mấy số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của video này nhé mọi người nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình nhá. Chào mọi người. Của Phương Quy Nào Vlog. Mọi người, hôm nay anh em mình nghỉ sớm, không đi săn bắt mà bây giờ chuẩn bị đi là đánh mấy con cá đây. Thì đã chuẩn bị xong một cái treo lưới vừa với đấy xong rồi. Bây giờ sẽ hướng dẫn mấy đại ca to béo đẹp dài này đi ra đánh cá. À, lùi lại đi. Lùi lại không cần đâu. Đánh văng từ đây sang cái cạnh kia đâu. Ui, nó tăm luôn rồi, vẽ bẩn rồi. Thôi, đây. Nó bự luôn. Thôi, vừa thôi. Đây, từ đây băng thang luôn. Đây, dích chắc từ đám này. Bây giờ dích một phát từ đây sang cái mòm kia. Xong dích lại. Bây giờ phải cắt ngang từ đám đầu này luôn đi. Bây giờ cây cứ để tạm đây đó. Đấy, xong là tí nhảy xuống vô. Đấy mọi người ạ, bây giờ nó rất là yên này. Bây giờ anh em sẽ chơi quả là ra ngang đây, xong dính rắc vào cái là cá từ trong ra không còn nào phát được. Hôm nay thử xem cái anh béo béo này thả lưới như thế nào. Đấy, toàn những anh cao to đẹp dai đen rất là hôi luôn. Hôi là một hôi. Tí từ từ đã, đừng từ từ đừng làm động. Sâu đâu, chỉ ngập đầu một tí thôi. Người cao mà lại sợ sâu á. Thế bộ mẹ em mò cua bắt ốc chửi lắm. Anh em mò cua bắt ốc chửi lắm. Mò cua bắt ốc trên cạnh vậy thì làm sao mà em theo được anh? Anh Phương chỉ mò cua trên cạnh. Cua một đám vào đây nhá. Đấy. Chúng rú cái lưới đi. Cho lưới xuống dưới nước để cho nó đỡ bị câu. Nước nóng như đỡ rồi. Mọi người quê mình đặc sản của quê mình đấy mọi người. Đây vàng này. Đấy, đặc sản của quê mình này đấy. Đây mọi người này. Vàng đen kiểu đây là bãi than là vàng luôn này. Đặc sản khu vực này này. Cái này chỉ cần bốc này về cho bếp là cháy thôi. Dúng nước đi, cái xong là buộc cái đầu nó vào đây để chốt xong xong ấy. Xong là cứ thả lên đây kia đây, thăng thử luôn. Uốn cái cần cho nó thẳng ra cái tay cong hay tay thẳng đấy. Cái này là ấy rồi. Đi thẳng thang luôn. Đấy mọi người nhá, hôm nay Phương sẽ đi này trách nhiệt cao lắm. Thả lưới đánh cá. Xem có được mấy chục con để uống rượu không đây mọi người. Được 6.000, cái đấy chỉ được 4.000 hoặc 3.000 thả thẳng cái mong kia nhá. Thẳng kia tí em phải xuống để khi thả xong này em phải đâm nước. Em chuẩn bị cây để đâm nước. Tí lao xuống vã thùng. Không hả? Không ấy được, đang bơi. Cứ thả đây, thả đây. Chọn rồi. Nơi. Thả đây, đến đâu gỡ ra đây nhá. Để nó tù tù ra tí thì nó mới. Nó chìm được không căng quá là cá đóng nó lại tuột ra mất. Đấy mọi người nè. Thì bây giờ mình phải thả như vậy thì những con cá ở trong khi nó ra cái động lưới luôn thì mình sẽ thả từ ngoài vào trong là cá trong ra. Đấy, còn nó ở ngoài đây nó khá là rộng và sâu thì anh em mình thả thì nó sẽ không được ấy, nên anh em chỉ lấy từ khu vực trong vậy thôi thì sẽ dính chắc được 3-4 lượt. Xong Quỳnh sang bên đấy lấy đá đè hắn ở bên đấy đi. Đè góc đấy mà, đè sát bờ nhá, cứ cho trùng tí. Sao đấy? Gỡ ra.
Nó quấn ngược ra. Rất yên tĩnh nha mọi người nha. Nhưng mà cá này nó mà ra cái là thúng đàn, cái là vài chục con là đơn giản. Đã mấy năm rồi, than toàn than. Nó sư phụ mấy nhà mình làm một phát vế vét ở đây là được bao nhiêu con cá thê nhỉ? Em không nhớ, 7-8 con gì đấy. Không nhớ 7-8 con cá thê luôn mọi người ạ. Đấy. Đúng rồi, thê con thủy quái nhiều râu rất là to luôn. Chắc chuyên đằng kia. Đây là lại chéo đằng đây. Đấy, chéo lại này. Lại chéo đằng đây. Đấy. Chéo lên xong lại chéo lên, chéo bao giờ hết lưới thôi. Quảng Ninh gần rừng lại gần cả biển. Đấy. Ừ. Cái gì cũng chiến được. Gần quá. Bướn nụt đầu. Đấy mọi người ạ, đây là những cái phút giây cũng như là những cái thời gian mà thư giãn để anh em mình vừa có thể vừa đi tắm và kết hợp đánh lưới, bắt mấy con cá để ăn. Đấy, đó là những cái cuộc sống thường ngày của những anh em YouTube nghèo nhất Việt Nam. Mọi người xem video thì chúc mọi người luôn luôn vui vẻ. Và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình có những cái video hay và ý nghĩa, những cái cuộc sống trải nghiệm cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Đấy. Đấy, lại đèo hòn đá vào đấy. Đèo hòn đá vào đấy cho nó đỡ xuôi. Xong anh em mình đi vòng tiếp vòng nữa. Cứ bây giờ hết lưới thôi. Thường về đây thấy bảo gầy đi mất mấy cân. Rồi 4-5 cân vợ thường. Nhưng mà được cái là eo đi đúng không? Khỏe đi, chạy nhanh hơn. Trước về có chạy được đâu. Ngày đầu tiên chạy mà ăn tức ngực. Không đuổi được anh em ấy. Bây giờ thì nói chung là mình cũng vẫn không đuổi được. Nhưng mà nó cũng cảm giác là nó nhẹ người. Nó khỏe hơn rồi. Cao to đẹp trai. Này. Giống như một anh Tây. Gốc Pháp ấy. Hơi nghĩ phóng độ luôn mọi người ạ. Ngày xưa em cũng hay đánh lưới đó. Ừ. Nên đánh chơi thôi chứ không phải đánh chuyên nghiệp. Đây thì tớ cũng đánh lưới từ lúc còn bé mà. Chứ anh thì chuyên nghiệp rồi. Đánh lưới là đánh còn bé, đánh trước đánh đồng ruộng cơ. Đây mọi người ạ, mình vào tem săn bắt ẩm thực vùng cao mình đã học được rất nhiều điều. Biết làm rất nhiều thứ. Mà khi mình mà còn ở nhà mình không biết làm những cái công việc đấy. Nhưng vào đây mình cũng biết nhiều. Dần dần thì mọi thứ cả đâu có ai giỏi hết đâu mà có. Đấy, hết rối chưa? Tôi cảm thấy nó hết rối ngay đây. Bốn cây vẫn phải đầu kia đập nổi trong ra. Giờ nó lộn ngược lại sau hả? Vừa cầm không cầm ấy nó bị lộn thôi. Đấy, nó sâu quá. Đập rồi nhỉ anh Thành nhỉ? Đập rồi. Sao mình đập nó từ trong mà đập ra này? Đập từ trong ra, nhảy trên là nhảy vào. Ừ. Nói chung là tất cả anh em cứ vậy mà chiến đấu thôi. Đội câu mẹ. Lưới thì đánh cũng được khá nhiều cá đây nên bây giờ là nó cũng lấy một số chỗ. Không hết dịch đi để anh em sang cắt bà này chơi nhỉ? Ừ, bây giờ thì cứ thêm hai mũi thì cần gì phải hết dịch. Đang chạy ra trải nghiệm. Chơi nên một chuyến trước năm trước thì mấy anh em ra suốt cho tôi còn dẫn đi ăn tôm hùm Alaska với cô. Đập mạnh nhá. Vẫn dối rồi anh Thạch. Ôi, đóng luôn đó. Hả? Quỳnh. Đây nó là một cái bom than mọi người. Cái bom than này ở dưới toàn than là than thôi. Ngay trên bờ đầy than. Cua mạnh ra kia đây. Đừng đập thanh lưới nhá. Đập từ cái lưới. Theo cái cách đánh lưới học là bây giờ anh em sẽ đập mọi người ạ. Đập để lùa cá. Lùa cá nó vào lưới. Con nào đóng rồi nó phải cái lưới mà nó sẽ không kịp. Đánh lưới học à? Ôi ơi, mở cam rồi. Ôi, con cá. Đóng chưa? Cá Quỳnh. Bơ. Nào anh em chiến thôi. Đó cho lùa, trong này lùa ra nhá. Lùa đi, lùa đi. Đấy mọi người có thấy những cái trải nghiệm đánh cá của anh em mình thú vị không?
Đây đây là một tay đánh lưới cá chuyên nghiệp Trần Thạch VL mọi người. Mọi người thấy những cái động tác mà khua chân khua tay là mọi người biết nó chuyên nghiệp mức độ nào rồi. Toàn ơi, cẩn thận đập vào mặt anh nhá. Nghe mẹ Phương thả chưa được mắt tay lắm hay không nhỉ? Cờ bạc rồi phải chiều tay mới. Không, đánh nứa đấy phải cờ bạc thôi, ít lang cả đấy. Theo đúng mà đánh lưới học rồi như vậy là đóng rồi đấy. Chưa thấy gì luôn à? Chưa thấy gì? Anh giải nói em gì thằng tướng này không đóng được. Về có khi phải về ao nhà Toàn luôn. Nó không thẳng lắm. Ừ, anh em thì đóng đời. Ai nhà Toàn? Kéo lưới cháu con à? Bố con mày cho đóng kinh bắt hết rồi. Đóng cả cây của ông Toàn à? Ôi, không có nào anh em ạ. Không thấy gì luôn mọi người ạ. Em nhỉ? Đèn bãi trượng. Ôi, không được con nào luôn. Không thấy gì luôn à? Sâu quá. Có đây giật giật đâu? Chưa thấy gì. Rõ được. Cá nó bơi bố trên mặt. Ô, mọi người tí thôi. Để tí xem được con nào không? Kiểu này đói quá. Nghỉ tí nhá. Kiểu này đói hả nó? Đói mốc mồm mà. Ngâm đến sáng mai. Kiểu này nếu mà không được thì lại phải ngâm đến sáng mai thôi mọi người ạ. Ngâm sáng mai kiểu gì nó cũng có luồng cá vào trong đây là kiểu gì cũng tính cho mấy con. Sáng làm rồi điêu bún cá ăn luôn. Bún cá riêu cua. Sáng mai là bún cá nên nấu xong rồi riêu chín con. Thôi chết. Anh quyền rủ bộ. Tí đi đánh lờ cua quên mất đấy. Hay là đi đánh cả lờ cua không biết. Ê mọi người ạ, vừa bơi tí cũng khá là mệt đấy. Rồi, chưa thấy con cá nào để quay cho mọi người xem. Chờ đợi đi nhỉ. Chờ đợi bây giờ anh em chờ tí nữa xem có con cá nào thì quay cho mọi người xem nhé mọi người nhá. A few moments later. Bé bình. Bình gỡ bơi chìm này. Ê, cái cây này nó nổi này. Lưới đẹp tinh như vậy mà không đóng con nào mọi người ạ. Đấy, chuột mẹ cái này ra đúng không? Kiểu này móm nó, thôi đi lên thôi. Đây là trò chơi té nước ngày xưa đây. Ôi trời. Cái gì đây? Đây sao đây? Cái gì đây? Có không? Cầm lên. Cá béo gì à? Cá ốm rồi. Đây. Quần lít lên quần ốm nó vào. Không mặc áo à? Không mặc áo không? Không mặc áo. Nhanh không mất. Cần chắc bỏ vàng nó đi. Mong vàng. Nhanh, quay vào. Mong vàng. Nhanh. Mong vàng. Đúng được vàng, mong vàng luôn. Được rồi. Chết rồi. Nhanh. Mẹ mãi đâu con được để mất ra. Đâu. Mẹ ca mới ra đuổi lâu rồi. Được rồi, nhanh lên. Đây, chưa xấu đấy. Được rồi. Mất mẹo nè. Có cái nịt. Có cái nịt. Quả lương rồi ạ. Vãi xít. Được rồi ạ. Được rồi ạ. Có nịt, có nịt. Ôi trời, được con cá cơ. Lại Phương lừa rồi mọi người. Nhá nào, tiếp đi. Ngâm đến sáng mai nhỉ. Hôm nay nói chung là 3-4 anh em mình đi đánh phát lưới này hơi đen mọi người nhá. Anh Phương, tại anh Phương đen. Ngâm mai vớt kiếm 7 thủy quái. Em cũng có 3 đợt trượt đâu. Nhưng mà đúng thật, chưa bao giờ mình đi đánh phát lưới nào anh em mình đi đánh không được con nào. Chả bao giờ không được. Sợ rồi. Vâng mọi người ạ. Mai mình sẽ vớt lưới xem mà được bao nhiêu con mọi người xem nhá.
Bây giờ này muộn lắm rồi, đói. Hơi nhục đấy. Bởi đói lắm rồi. Mọi người nhá, thì clip này anh em mình kết thúc ở đây. Mọi người xem video thì đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho Phương QR cũng như toàn thể anh em nhá. Dù là không có ăn hay không được con nào thì mọi người cũng nhớ bình luận và nhớ ủng hộ cho Phương QR nhá. Một thanh niên đánh lưới hơi bị chán đời. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.